Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ ba, ngày 11 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Giá trị thiết thực những bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hưng Yên phấn đấu có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là thành phố trực thuộc trung ương. Thẩm định huyện Văn Giang đạt nông thôn mới nâng cao. Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Hưng Yên. Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, thông qua các bài viết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền đi thông điệp về nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đặc biệt là những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về đường lối đổi mới, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông qua những hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt, một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được các cán bộ đảng viên rất quan tâm theo dõi. Mọi người đều xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân về chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với địa phương chúng tôi, gốc mà vững thì có nghĩa là về nguyên tắc của Đảng chúng ta không thể xa rời được, mà thân chắc thì chúng ta sẽ phải kiên định hơn về các cái mục tiêu lý tưởng của Đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo mọi việc, và nhất là cái công tác cán bộ mà trong cái thời gian tới là chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ để làm sao thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, Hội cựu chiến binh tỉnh đều lồng ghép một số nội dung căn bản trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những vấn đề về đường lối đối ngoại, phòng chống tham nhũng. Đây luôn là những nội dung có tính thời sự được cán bộ đảng viên và nhân dân rất quan tâm. Theo đúng quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư là làm kiên quyết, kiên trì, làm lâu dài, làm không có vùng cấm, thì cái này nó tạo được cái dư luận rất đồng tình ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư nói phát huy sức mạnh tổng hợp, thì sức mạnh tổng hợp đây là của tất cả các hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân, thì trong đó là làm sao như đồng chí Tổng Bí thư nói là trên dưới đồng lòng, dọc ngang phải thông suốt, thì có như thế thì cuộc chiến chống tham nhũng này thì mình mới tiếp tục thu được những hiệu quả tốt hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết, các bài viết của Tổng Bí thư không nhìn lịch sử chỉ bằng màu hồng mà thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, những khó khăn thách thức sắp tới mà Đảng ta và sự nghiệp cách mạng phải đối diện, thể hiện góc nhìn khách quan, toàn diện và biện chứng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cái tác phẩm trình bày về xây dựng Đảng, tức là xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Mà hiện nay ta đang tập trung xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 của khóa 11, khóa 12, khóa 13 và đặc biệt là theo nghị quyết của Đại hội 13. Những cái nội dung căn cốt nhất trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay thì tập trung vào 4 vấn đề đấy. Xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, về tư tưởng lý luận, về đạo đức và về tổ chức cán bộ. Và nếu Đảng được xây dựng theo cái hướng như vậy và cũng là quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng Đảng đấy, thì có thể nói vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng sẽ được khẳng định tốt hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho sự phát triển đất nước. Các nội dung của bài viết của đồng chí Tổng Bí thư rất quan trọng mà toàn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có tỉnh Hưng Yên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong bối cảnh hiện nay. Mỗi tổ chức Đảng, từng cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong nghiên cứu học tập nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng gắn với chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 đã đề ra. Hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định số 489 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Hưng Yên phấn đấu có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là thành phố trực thuộc trung ương. Quy hoạch đặt ra quan điểm phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh, thông minh, dựa trên hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, kết nối đồng bộ,
thông suốt với thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Mục tiêu cụ thể về kinh tế tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9% năm trong giai đoạn 2021-2030. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 278 triệu đồng. Về xã hội, chỉ số phát triển con người HDI thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5% vào cuối năm 2025 và không còn hộ nghèo đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phổ hiến xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Ở trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên ấy, thì đầu tiên là phải xem xét những yếu tố đặc thù của tỉnh Hưng Yên. Thì cái yếu tố đặc thù quan trọng nhất là Hưng Yên nằm liền kề với thủ đô Hà Nội, và thứ hai, Hưng Yên có mật độ dân số rất là cao, thứ tư của cả nước, thì phải phát huy một cách rất là hiệu quả, tiết kiệm cái quỹ đất để cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Và có một yếu tố đặc thù nữa là Hưng Yên có cái truyền thống văn hóa, cần phải phát huy cái bản sắc văn hóa của phố hiến xưa. Cái vùng đất bãi sông Hồng và sông Luộc của Hưng Yên chiếm khoảng 10% diện tích, thì đấy cũng là cái cần phải phát huy trong giai đoạn tới. Quy hoạch đề ra ba khâu đột phá chiến lược: một là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại; hai là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phát huy bản sắc văn hóa con người Hưng Yên, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến; và ba là đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên theo mô hình mạng lưới đa cực tích hợp, dựa trên kết cấu khung phát triển gồm hai vùng, hai hành lang, năm trục, ba trung tâm. Đến năm 2030, hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên gồm 18 đô thị và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2030, quy hoạch toàn tỉnh có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 9.500 ha và 50 cụm công nghiệp với diện tích 2.900 ha. Quy hoạch cũng xác định danh mục 35 dự án đầu tư công được ưu tiên hàng đầu, chủ yếu là các dự án giao thông. Bên cạnh đó là 68 dự án ưu tiên thu hút đầu tư, chủ yếu là các dự án hạ tầng đô thị, khu cụm công nghiệp, sân golf và dự án phục dựng phố hiến xưa. Quy hoạch đó là một sự sắp xếp về mặt không gian, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, huy động các cái nguồn lực để bảo đảm cho mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ quy hoạch. Quy hoạch tỉnh thì cũng là một cái sự cụ thể hóa các cái mục tiêu chiến lược phát triển, đặc biệt là cụ thể hóa, hiện thực hóa cái khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, đồng thời cũng là căn cứ khoa học, là công cụ để giúp cho chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong việc hoạch định và triển khai các cái chính sách, kiến tạo các cái động lực phát triển và mở rộng không gian phát triển. Và đặc biệt, quy hoạch cũng là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở trong giai đoạn tiếp theo, nhằm khai thác cái tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên theo hướng nhanh và bền vững. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến bàn về nghị định sửa đổi bổ sung quy định về giá đất, tiền sử dụng và tiền thuê đất theo Luật Đất đai số 31 ngày 18 tháng 1 năm 2024. Dự tại đầu cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghị định nhằm thay thế các nghị định cũ đang hiện hành nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội phát triển trong tình hình mới. Nhiều nội dung nhằm sửa đổi bổ sung vào dự thảo nghị định trên cơ sở triển khai Luật Đất đai năm 2024. Có 8 nội dung trọng tâm của nghị định mới được Chính phủ đưa ra bàn thảo, gồm quy định về nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giảm tiền sử dụng đất thuê đất, đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, bổ sung thêm dự án nhà ở xã hội, về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, quy định về chuyển tiếp khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định về chuyển tiếp đối với đất của đơn vị sự nghiệp công lập, và cuối cùng là bàn về quy định ghi nợ tiền sử dụng đất. Trên cơ sở trưng cầu ý kiến của các bộ ngành cùng các chuyên gia đầu ngành, ý kiến tham gia góp ý của các địa phương trong cả nước,
Chính phủ sẽ chỉnh sửa và ban hành nghị định vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát số 1 thực hiện giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại thị xã Mỹ Hào. Dự buổi giám sát có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã có những chuyển biến tích cực, cảnh quan của thị xã có nhiều thay đổi tích cực theo hướng xanh sạch đẹp, góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại tình trạng các sông, kênh mương đều bị ô nhiễm, một số vị trí nước có mùi hôi, tanh, rác thải sinh hoạt tồn đọng. Môi trường không khí còn nhiều khói và bụi, tiếng ồn, nhất là các làng nghề. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến và các thành viên trong đoàn đề nghị thị xã Mỹ Hào cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân về việc chấp hành các quy định về môi trường, đồng thời tập trung làm rõ hơn thực trạng và giải pháp xử lý cho công tác thu gom, phân loại rác thải, nước thải tại các cụm công nghiệp làng nghề và cụm công nghiệp rời lẻ, tăng cường thanh tra kiểm tra, nhất là công tác giám sát biện pháp khắc phục sau xử phạt. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ân Thi tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029, nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Dự khai mạc đại hội có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Ân Thi đã phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện Ân Thi phát triển bền vững. Trong đó, vận động nhân dân phá dỡ hơn 15.700 mét tường bao, hơn 1.000 công trình phụ, đóng góp ủng hộ trên 100 tỷ đồng, trên 25.000 ngày công lao động. Để mở rộng đường giao thông nông thôn, nổi bật đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Đại hội cũng đề ra 9 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2024-2029 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp cụ thể. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Quách Thị Hương đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ân Thi cần tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Sáng nay, đoàn thẩm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Văn Giang về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Giai đoạn 2019-2023, tổng nguồn vốn huy động thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao của huyện Văn Giang đạt trên 12,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần 8 tỷ đồng so với giai đoạn xây dựng huyện nông thôn mới. Đến nay, 100% các tuyến đường huyện được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật có kết cấu mặt bê tông hoặc nhựa áp phan. Huyện đang tập trung tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình bến xe khách trung tâm huyện với quy mô 1 hectare. Giai đoạn 2018-2023, hệ thống điện trong huyện được đầu tư xây dựng đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh với tổng nguồn vốn đầu tư trên 112 tỷ đồng. Huyện đã hình thành các vùng trồng hoa cây cảnh, cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao với 5 làng nghề trồng hoa cây cảnh được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. 19 nông sản đặc trưng của huyện được công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh hạng 3-4 sao. Hết năm 2023, tỷ lệ chất thải rắn nguy hại tại các xã thị trấn trong huyện được thu gom vận chuyển đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%, tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch đạt gần 80%. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị huyện Văn Giang hoàn thiện hồ sơ, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên ban chỉ đạo. Trong đó, cần làm nổi bật những giá trị nổi bật tiêu biểu của huyện về lịch sử, con người, văn hóa, đặc biệt cần chú trọng tới các định hướng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Các sở ngành của tỉnh cần phối hợp với huyện Văn Giang cung cấp thông tin, hình ảnh, dữ liệu để làm nổi bật kết
quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đến nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại tỉnh Hưng Yên với 157 dự án, với số vốn đăng ký trên 1,1 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho trên 23.400 lao động. Thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc đang tạo hiệu ứng tích cực cho làn sóng dịch chuyển đầu tư đến Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Khởi công xây dựng từ cuối năm 2022, khu công nghiệp sạch, một khu công nghiệp hiện đại, thế mạnh về sản xuất điện tử, điện lạnh, cơ khí do Hàn Quốc làm chủ đầu tư đang dần hiện hữu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đã có 18 dự án và đầu tư chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Singapore với số vốn trên 150 triệu đô la Mỹ, là khu công nghiệp có tiến độ thu hút dự án nhanh của tỉnh Hưng Yên. Với sự hợp tác của các phòng ban và tỉnh Hưng Yên, dự án đang được triển khai đúng tiến độ. Chúng tôi xin được cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên nằm gần thành phố Hà Nội, tiệm cận có cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài là địa điểm tốt để đầu tư. Ngoài ra, gần đó đang có sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc là địa điểm tốt cho đầu tư công nghiệp. Điểm nổi bật là các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Hưng Yên là dự án triển khai giải ngân vốn nhanh, hiệu quả. Trong tổng số 157 dự án, đã có 140 dự án đi vào hoạt động với số vốn đã giải ngân đạt 750 triệu đô la Mỹ. Điều này tạo thiện cảm tốt cho người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước các cấp nơi có doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư. Nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào khu nhà nghiệp sạch của huyện Ân Thi của chúng tôi thì họ làm rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp bằng cái gì? Chuyên nghiệp bằng cái đẩy nhanh cao nhất có thể tiến độ và dự án hoàn thành một cách rất là nhanh. Các cái nhà máy thì đã đang vào xây dựng hoạt động rồi. Hy vọng trong thời gian tới thì các cái nhà đầu tư sẽ lấp đầy cái khu nghiệp sạch Hàn Quốc này và đóng góp ngân sách cho địa phương cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hàn Quốc là cũng một trong những ưu tiên của tỉnh ta thu hút vào trong cái khu nghiệp đó, và cái xu hướng là cái những cái ngành nghề của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam là cũng đáp ứng được cái mục tiêu của tỉnh ta trong thu hút trong thời gian tới. Trong tổng số 17 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các doanh nghiệp Hàn Quốc là những nhà đầu tư triển khai dự án khá hiệu quả. Năm 2023, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 226 tỷ đồng. Đây chỉ là con số của bước khởi đầu khi làn sóng đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh vào tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Nhất là vào mùa hè, khi trẻ được nghỉ học, trẻ có nhiều hoạt động ngoài trời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Đây là bệnh nhi Nguyễn Viết Hướng, 12 tuổi, ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Em nhập viện là do cùng bạn bè đi trong tổ ong và đã bị ngã, gây ra chấn thương vùng cằm. Cháu mới vào đây cháu bị choáng với cả đau đầu một lúc ạ. À, đau đầu một lúc, thế là cầm như thế nào? Cầm thì lúc đấy cháu bị đau ạ. Còn bệnh nhi này mới 6 tuổi đã bị gãy xương đòn trái, chấn thương phần mềm vùng đầu do bị xe máy đâm phải khi đang vui đùa ở ngoài đường. Và bệnh nhi này mới 15 tháng tuổi ở huyện Tiên Lữ phải nhập viện vì bị bỏng nước sôi tại vùng mặt và vùng ngực. Bà pha nước nên là không may hai bà cháu giằng nhau, thế là không may tạt vào cháu. Diện bỏng của cháu thì bác sĩ khuyên cáo là nhiều nhưng mà nó lông thôi, nó không sâu. Trên đây chỉ là vài trong số hàng chục bệnh nhi đã phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vì tai nạn thương tích. Nhiều năm nay thì là khoa chấn thương thì là cái tỷ lệ là bỏng có 7 trường hợp và tai nạn giao thông là khoảng 35 trường hợp. Tất cả bệnh nhân thì đa số là đi xe đạp hoặc là chạy bộ qua bị xe đâm vào. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hưng Yên, năm 2022 có 8 trường hợp trẻ tử vong do tai nạn giao thông. Năm 2023 có 7 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, 1 trường hợp do bỏng và 1 trường hợp do ngã. Đầu năm 2024 có 2 trường hợp do tai nạn giao thông. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ, nhưng sâu xa là do sự bất cẩn, chủ quan của người lớn. Do đó, để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích cho trẻ em trong mùa hè, điều cần thiết nhất là người lớn nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc, quản lý con, cháu mình, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các em. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.